Kemi đây. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với channel thì mình làm về chủ đề ảo thuật và tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của mình. Hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một cái kỹ năng biến đổi bài rất là hay, mà chúng ta chỉ cần cầm một quân bài là chúng ta cũng có thể diễn được một bản ảo thuật rồi. Nếu như mà là tên tiếng Anh thì nó sẽ được phát âm là thay đổi back trump. Ê, ấn nhầm. Ảo thuật đấy. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Đây. Bertram change. Bruh. Bertram change. Ê, cái tên nó hơi bựa nhỉ. Bruh. Ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần hướng dẫn video của ngày hôm nay nha. Mong rằng là mọi người sẽ enjoy cái video này và đừng quên đăng ký kênh và like video này nhé. Ok, để thực hiện màn ảo thuật này mọi người hãy chuẩn bị giúp Trung một bộ bài trên tay nha. Tốt nhất là một bộ bài Mỹ, giống như cái bộ bài chúng đang cầm ở trên tay. Bicycle Rider Back hoặc là bản Standard. Kế tiếp mọi người hãy lấy ra giúp Trung hai con bài bất kỳ mà bạn thích, mà bạn muốn biến đổi. Ví dụ ở đây Trung sẽ lấy ra con 10 rô và con Z-Big đi. Yeah. Ok, đây là màn ảo thuật sử dụng kỹ thuật tạo nên hiệu ứng đối với người xem. Vậy nên là nó đã là kỹ thuật thì mọi người cần phải luyện tập thật là kỹ nha. Thật là kỹ trước khi biểu diễn. Tập nhuần nhuyễn đi, sau đó chúng ta sẽ biểu diễn. Ok, nếu không thì cái màn ảo thuật này cái phần trăm fail nó rất là cao ấy. Mọi người sẽ đặt hai con bài nó chập vào làm một như thế này và làm cho khán giả tin rằng đây là một quân chứ không phải là hai quân nhá. Nếu như bạn cầm một quân mà khán giả biết đây là hai quân thì tiết mục kết thúc. Ok, tốt hơn hết là mọi người nên dùng bộ bài mới thì những cái phần cạnh của những cái lá bài này nó vẫn còn mới và nhìn nó rất là mỏng, rất là khó để bị phát hiện. Nếu như mọi người sử dụng những cái lá bài mà nó cũ thì nó sẽ bị phồng rộp và nó dày lên ấy, nhìn rất là lộn. Ok, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ để cái lá bài trên tay như này và cầm vào góc của con bài này. Đó, sử dụng cái ngón giữa này và cái ngón cái này, mọi người sẽ cầm vào góc của con bài nhá. Và dùng cái ngón trỏ này xoay nó một vòng như này, xoay nó một vòng như này. Ok, và sau đó chúng ta đẩy cho nó quay ngược lại. Và kế tiếp mọi người sẽ sử dụng cái ngón tay cái và ngón tay trỏ ở bên này nha. Cầm lấy con bài như này. Đó, còn cái tay còn lại chúng ta sẽ lấy cái con bài ở bên dưới ra như thế này. Lấy con bài bên dưới ra và sử dụng ngón cái kẹp nó vào trong lòng bàn tay. Và đây, cái kỹ năng kẹp bài này nó được gọi là Tenkai Palm nha. Tiết mục này nó sẽ sử dụng Tenkai Palm để phối hợp tạo nên cái kỹ năng biến đổi bài này. Vậy nên là nếu như mọi người chưa biết Tenkai Palm là gì, mọi người có thể search trên YouTube nha. Thì chúng nghĩ là cũng có khá là nhiều người hướng dẫn cái Tenkai Palm này rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ giấu nó ở bên trong lòng bàn tay như thế này. Ok, sử dụng ngón cái kẹp nó vào như này. Thì mắt của khán giả ở đây người ta sẽ không nhìn thấy gì. Nếu như mình để như này thì sẽ bị lộ mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ để nó che đi như này. Ok, và sau đó chúng ta sẽ đưa gần vào cái lá bài 10 rô này. Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái ngón cái đây này, giữ lấy cái con Z-Big và những cái ngón tay còn lại chúng ta sẽ miết cho nó phẳng lại và cho nó ăn khớp vào với cái quân bài 10 rô luôn. Xong, đây nhá. Đưa nó sang cái góc này và kéo cho cái quân bài 10 rô nó chạy vào bên trong lòng bàn tay như này và dùng cái ngón cái giữ lại ở đây. Ok, kéo nó ra này. Dùng cái ngón cái này kẹp nó vào đây và để tay khuất như thế này thì người ta sẽ không nhìn thấy gì. Và chúng ta để con Z-Big ở đây thôi. Và sau đó đặt con 10 rô vào. Đặt con 10 rô vào cái phần ngón tay này và chúng ta sẽ giữ con 10 rô lại nha. Giữ lại, đó, giữ như này và sau đó chúng ta sẽ dùng những ngón tay còn lại miết cho hai con bài nó nhập vào là một. Ok. Và xoay nó một vòng như này. That's it. Và để nó ra tay. Bây giờ Trung sẽ làm giống y chang như cái phần biểu diễn thì nó sẽ như thế nào. Thử như thật nhá. Xoay này. Lấy nó ra này. Đưa vào con Z-Big và xoa. Nếu như mọi người muốn biến cái quân bài đỏ thành quân bài xanh thì chúng ta cũng làm tương tự thôi. Chỉ việc thay đổi một quân đỏ và một quân xanh. Lấy ra này. Đó, kẹp nó vào trong tay này. Đặt nó vào này. Giữ bằng ngón cái nhá. Kéo nó ra và miết gọn nó lại cho người ta xem nó đã biến đổi. Palm này, đưa nó vào và miết, nó sẽ biến thành quân bài màu xanh. That's it.
Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng Trung hết cái video này. Kể từ bây giờ thì Trung sẽ cố gắng ra ít nhất 2 video một tuần. Trung sẽ cố gắng làm được cái điều đấy. Ok, 2 video một tuần nhá. Và nó sẽ thường sẽ vào thứ tư và thứ bảy, hoặc thứ tư và chủ nhật vào lúc 8 giờ tối. Ok, và mong rằng mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cho tất cả các video của Trung đăng lên nhá. Mình là Trung KB, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video lần tới. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn like video này.